Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 3, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Giáo viên và học trò của họ đang dần thích nghi với những tình huống mới phát sinh do dịch để cánh cửa lớp học vẫn rộng mở. Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được tăng cường, đảm bảo kiểm soát tốt thị trường, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn. Dự án tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn đi qua 17 xã thị trấn thuộc thành phố Thái Bình và hai huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 2.586 tỷ đồng. Hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng kinh doanh, chuyển giao BOT. Thời gian xây dựng từ năm 2020 đến năm 2023. Dự kiến tổng kinh phí giải phóng mặt bằng của dự án trên 360 tỷ đồng. Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp với tổng kinh phí gần 199 tỷ đồng. Và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư 19,6 trên 21,3 km. Riêng huyện Quỳnh Phụ đã bàn giao mặt bằng 7,7 trên 7,9 km. Trong đó đất nông nghiệp đã hoàn thành, đất ở còn 34 hộ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Huyện Đông Hưng đã bàn giao mặt bằng 10,8 trên 11,8 km. Trong đó hoàn thành giải phóng mặt bằng đất lúa, vướng mắc 38 hộ đất ở, đất chuyển đổi. Thành phố Thái Bình đã bàn giao mặt bằng 1,6 trên 2,1 km. Vướng mắc 21 hộ đất ở, đất vườn ao. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các huyện, thành phố, cũng như chủ đầu tư dự án, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương nỗ lực của các huyện, thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến đường và đánh giá cao nhà đầu tư, đơn vị thi công đã tích cực khẩn trương triển khai thi công các hạng mục công trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tuyến đường từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn là công trình trọng điểm của tỉnh. Vì vậy, không chỉ là trách nhiệm của nhà đầu tư, mà các cấp ngành, các địa phương phải tập trung giải quyết các vướng mắc, ách tắc, đẩy nhanh tiến độ dự án. Bởi dự án sớm đi vào hoạt động sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước hết là về phía nhà đầu tư, tôi đề nghị là dồn lực. Bây giờ giải quyết được cái vấn đề nguồn lực rồi thì phải tập trung nguồn lực để làm chia làm nhiều mũi. Khâu nào mang tính chuẩn bị là phải chuẩn bị luôn. Còn khâu nào có thể thi công được thì làm luôn để mà đẩy nhanh tiến độ, làm đồng thời song song. Thế còn đối với Ủy ban tỉnh, các ngành thì tôi đề nghị là chủ động tháo gỡ và trong phần hành trách nhiệm ngành nào thì phải chủ động làm ngành đấy. Thẩm định thì cũng phải chủ động, định giá càng phải chủ động, phê duyệt các phương án càng phải chủ động hơn. Ban quản lý dự án là chủ động nắm được là vướng ở khâu nào, vướng ở ngành nào, sở nào, cùng với chủ đầu tư là chủ động đề xuất ủy ban, chủ động làm việc với các ngành để tháo gỡ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố cũng như các huyện có dự án đi qua tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng để dự án triển khai thuận lợi. Với những khó khăn cụ thể thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn để dự án triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra và đúng theo quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tăng cường theo dõi, giám sát các đơn vị thi công, đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật cũng như tiến độ thi công công trình theo đúng kế hoạch. Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực tay nghề cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Chiều nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo dự thảo đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Theo dự thảo đề án, mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%, phấn đấu 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Tiếp tục xác định ngành nghề đào tạo, kỹ năng nghề và mô hình đào tạo mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp nhằm thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, phối hợp với các sở ngành liên quan để chỉnh sửa, hoàn thiện lại dự thảo đề án, trong đó nêu rõ được sự cần thiết xây dựng đề án, đánh giá cụ thể hơn về thực trạng nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất của tỉnh, điều chỉnh lại mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sao cho phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 đến ngày 14 tháng 3 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dịch COVID-19 đã xâm nhập sâu vào cộng đồng, số ca nhiễm tăng, tuy nhiên tỷ lệ tử vong của Thái Bình thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Hiện nay, ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng người dân chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, cập nhật thông tin lên hệ thống tiêm chủng còn hạn chế. Đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch các cấp tập trung thực hiện tốt việc quản lý, hướng dẫn điều trị F0 tại nhà, xử lý rác thải y tế tại hộ gia đình, vận động hỏa táng trường hợp tử vong do COVID-19, khuyến khích người dân chủ động xét nghiệm, phải đảm bảo an toàn cho học sinh học trực tiếp và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Về tiêm chủng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, bao gồm cả việc tiêm vét cho đối tượng tạm hoãn tiêm chủng, sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Các địa phương và sở ngành liên quan cấp giấy xác nhận F0 đúng quy định, nhanh chóng thuận tiện, tăng cường quản lý giá kit test COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở y tế. Trước nội dung dư luận đang quan tâm, tối ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế nêu rõ người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định 604 về việc ban hành hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Tại mục 5.4 có nêu, người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Tuy nhiên, nội dung này gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Vì vậy, ngay trong tối qua 14 tháng 3, Tổ biên tập hướng dẫn đã điều chỉnh lại một số điểm tại quyết định 604, tránh hiểu nhầm. Theo đó, nội dung trên được nói rõ cụ thể là người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Hướng dẫn mới này của Bộ Y tế cũng hướng dẫn các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, vòng lây nhiễm đối với F0 và người chăm sóc hoặc người ở cùng nhà với F0, cũng như chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi khi F0 điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron. Việc tiêm chủng đang tiếp tục được các địa phương triển khai với mong muốn bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân. Ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cụ Phòng nhiều lần trì hoãn việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vì không thể ra trạm y tế. Lần này các y bác sĩ đến khám sức khỏe và tiêm ngay tại nhà. Cụ cùng gia đình rất phấn khởi. Do cái dịch bệnh COVID nó rất là khốc liệt và chúng tôi nhận thức rằng nếu không tiêm được thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bây giờ là có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước tổ chức tiêm vét lại cho những người mà không đi lại được. Bản thân chúng tôi là người trong gia đình thì cũng rất là phấn khởi, cảm thấy rất yên tâm. Đến nay, Thái Bình đã thực hiện trên 3,2 triệu mũi tiêm, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm 2 mũi vaccine đạt 99,66%. Số rất ít còn lại đa phần là người cao tuổi, bệnh lý nền. Nhóm này đang được các địa phương khẩn trương rà soát để tiến hành tiêm vét, tận dụng triệt để thời gian, tiêm cả vào ngày nghỉ. Do đợt mà có thuốc tiêm thì các công dân lại bị mắc cái bệnh lý nền nên là không thể tiêm được. Hiện nay cái số của triển khai còn rất thấp thì chúng tôi đã cử đoàn ban chỉ đạo kết hợp với lại tổ COVID của thôn xuống tận gia đình và vận động tiêm cho các đối tượng. Thì những cái người mà chưa được tiêm thì là những cái người mà bị ốm đau này, thế nằm liệt, yếu thế thì người ta không đi được. Trạm y tế chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã thành lập tổ đi tiêm tại nhà. Chúng tôi đã cử 2 cán bộ trạm, có một công an viên, trưởng phó thôn, thế rồi là bí thư chi bộ để tư vấn cùng vào cuộc. Tiêm mũi 3 thì cứ thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, ngày nào là chúng tôi thực hiện tiêm ngày đấy. Đối với mũi bổ sung nhắc lại, Thái Bình đã có trên 52% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm. Các địa phương đang tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư y tế
để triển khai tiêm đảm bảo an toàn, cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liệu vaccine sử dụng, bố trí điểm tiêm chủng tập trung lưu động tại nhà một cách khoa học hợp lý, linh hoạt để mọi đối tượng được tiêm miễn phí kịp thời. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nỗ lực duy trì dạy và học trong mùa dịch khi liên tục xuất hiện các F0 nên cũng xuất hiện nhiều tình huống phát sinh. Song dù có tình huống nào thì cả giáo viên và học trò của họ đang dần thích nghi với những thay đổi đó để cánh cửa lớp học vẫn rộng mở. Sĩ số lớp học 28, nhưng nay lại chỉ còn 4 học sinh. Lớp học đặc biệt so với trạng thái bình thường trước kia, nhưng lại là điều dễ chấp nhận trong bối cảnh dịch bệnh. Ở lớp này cũng thực hiện 5K đầy đủ ấy. Dù ít học sinh nhưng mà cô giáo cũng cho các con học rồi ôn tiếp những cái bài mà ở nhà trong thời gian nghỉ dịch. Những chiếc bảng trống, những góc bảng ghi sĩ số học sinh vắng tăng lên từng ngày. Nhưng dù vậy, vẫn không làm ảnh hưởng đến tinh thần dạy và học. Cả học sinh trực tiếp đến trường hay tạm nghỉ vì cách ly vẫn đảm bảo được tiếp nhận đầy đủ kiến thức. Lớp vẫn duy trì học đều các ngày. Các bạn đến lớp thì cô sẽ cho các bạn học bài mới rồi là ôn tập. Còn kiến thức ở trên bảng thì cô giáo sẽ chụp ảnh rồi là giao bài ở cho các bạn cách ly và nghỉ ở nhà. Trong bối cảnh vừa dạy học vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, các trường đang thiết lập trạng thái bình thường mới, nỗ lực duy trì dạy học, hạn chế nguy cơ gián đoạn quá trình học tập của học sinh. Và nhà trường thì đã trang bị các cái máy đo thân nhiệt. Và các thầy cô giáo thì quan sát và theo dõi những trường hợp mà nghi ngờ mắc bệnh thì chúng tôi đã xử lý là theo quy định của phòng chống dịch. Đối với những cháu học sinh mà thuộc diện F1, F0 phải nghỉ thì buổi chiều và buổi tối thì các thầy cô giáo là tổ chức giao bài rồi thì dạy học trực tuyến, kiểm tra cho các cháu để các cháu theo kịp các cái chương trình học tập ở trên lớp. Lớp học thời Covid, lớp học của những nỗ lực gieo con chữ trong môi trường đặc biệt. Chuyển sang tin tức khác, trên cơ sở quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông trong khu kinh tế Thái Bình, huyện Tiền Hải đã ưu tiên mọi nguồn lực để nâng cấp cải tạo hệ thống giao thông kết nối. Nhiệm vụ này được huyện Tiền Hải xác định là động lực trong thu hút đầu tư vào địa bàn. Để đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường do huyện quản lý, năm nay bằng nguồn vốn huy động từ nhiều nguồn khác nhau, huyện Tiền Hải đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để duy tu bảo dưỡng và nâng cấp nhiều tuyến giao thông. Từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để hoàn thiện việc nâng cấp, cải tạo các tuyến giao thông quan trọng như dự án đường DH30, DH30A, DH38, dự án đường số 4 từ khu công nghiệp đi cảng Trà Lý, cải tạo nâng cấp đường tránh phía Tây thị trấn Tiền Hải. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên phần lớn các hộ dân đã chấp hành và ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án giao thông. Tất cả các công trình đã và đang triển khai thi công đều đảm bảo đúng tiến độ. Đây sẽ là động lực để Tiền Hải thu hút đầu tư trong những năm tới. Đúng như dự báo từ trước, cùng với giá nguyên liệu tăng, việc các dự án đầu tư công bất động sản đường đẩy tiến độ xây dựng, giá thép tiếp tục neo cao. Ngày hôm nay, một loạt doanh nghiệp sản xuất thép đã thông báo điều chỉnh giá bán nhiều chục loại thép 600.000 đồng một tấn so với giá bán hiện tại. Cụ thể, trong ngày hôm nay, có 6 doanh nghiệp sản xuất thép trong nước đều ra thông báo điều chỉnh, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn thép Zengli Việt Nam, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, công ty thép Việt Đức, công ty thép Hòa Phát Hưng Yên, công ty liên doanh sản xuất thép Vina Austeel và công ty trách nhiệm hữu hạn Nasteel Vina. Một số sản phẩm thép được các doanh nghiệp điều chỉnh gồm thép cuộn, thép cây các chủng loại, thép cốt bê tông dạng cây và dạng cuộn. Nguyên nhân tăng giá được Hiệp hội Thép Việt Nam đưa ra là do giá các nguyên nhiên liệu sản xuất thép như giá quặng sắt, than câu ke, thép phế liệu tăng và tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Thời gian qua, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Thái Bình đã được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú, đảm bảo kiểm soát tốt thị trường, giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua sắm. Hiện nay, với nhiều người tiêu dùng, mối quan tâm hàng đầu khi đi mua sắm chính là làm sao để mua được các mặt hàng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong bối cảnh mà người tiêu dùng dễ rơi vào ma trận của hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì bên cạnh những nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát thị trường,
thì người tiêu dùng cũng cần trang bị những kiến thức, những kỹ năng để trở thành người tiêu dùng thông thái, bảo vệ quyền lợi cho chính mình và gia đình. Tôi là người tiêu dùng, muốn đầu tiên là phải là bỏ đồng tiền là mình, hàng hóa của mình là phải đảm bảo chất lượng, thứ hai nữa là giá cả hợp lý. Tôi cũng thường xuyên đến cửa hàng có uy tín và đảm bảo những sản phẩm đúng xuất xứ, hàng còn đủ tiêu chuẩn chất lượng. Là cơ quan thường trực Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Thái Bình, những năm qua, Cục Quản lý Thị trường Thái Bình đã tổ chức hàng trăm cuộc kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát hiện và xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Ngay từ đầu năm, Cục đã triển khai chương trình kế hoạch chỉ đạo các đội quản lý thị trường tập trung kiểm tra, kiểm soát, nắm bắt tình hình thị trường, thì yêu cầu các đội là bám thị trường, đặc biệt là nắm chắc đối tượng cần thiết có thể kiểm tra đột xuất. Đồng thời thì chúng tôi cũng kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Quyền lợi của khách hàng là chúng tôi luôn đặt lên hàng đầu. Tất cả những mẫu mã hàng hóa bên chúng tôi thì đều là có nguồn gốc xuất xứ cụ thể, có giá niêm yết công khai. Về cái cách tư vấn chúng tôi thì luôn luôn tư vấn theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Ngày quyền của người tiêu dùng năm 2022 được phát động có chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới nhằm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh hiện nay. Trên cơ sở đó, giúp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng nhận thức được tầm quan trọng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cũng như lựa chọn mua bán hàng hóa, đảm bảo chất lượng, an toàn. Huyện Hưng Hà vừa hoàn thành huấn luyện dân quân năm thứ nhất, cụm quân sự số 1. Với phương châm chủ động, khẩn trương, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ngay từ giờ đầu, tuần đầu, tháng đầu, 100% dân quân năm thứ nhất thuộc cụm quân sự số 1 của lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành về giáo dục chính trị, pháp luật và quân sự chung với quân số đạt 87%. Để tiện cho việc theo dõi, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện thành lập 6 cụm quân sự, huấn luyện theo hình thức xoay vòng. Dự kiến đến hết tháng 4 sẽ hoàn thành việc huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Tiếp theo là thời lượng của mục Tiếp sức đến trường. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tiếp sức đến trường hôm nay xin được dừng chân tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng để tìm hiểu về hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Nguyễn Thu Hồng. Sau sự cố tai nạn của bố, thì giờ đây mẹ em lại trở thành trụ cột lo toan cho cả gia đình khi chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng.